Review nhanh về bộ dàn loa karaoke có mức giá đầu tư là 27.500.000 đồng tại Zika Audio chúng em. Và bộ dàn này gồm có các thiết bị như sau. Bao gồm sẽ có một đội loa full CV2, thì hiện tại Mr. Huấn đang hỗ trợ em để mở hộp cặp loa lên. Và sẽ có tiếp theo những gì ạ? Loa súp S1200 và đẩy X24 và mic không dây 321. Và cấu hình combo này của chúng em sẽ đáp ứng được cho anh em những không gian từ 20m² cho đến 60, 70, thậm chí là 80m² đánh không gian trong nhà nhé. Và cũng có thể áp dụng được với không gian mở ở ngoài sân vườn ạ. Quay gần lại cặp loa một chút trước khi đến với tổng thể cả bộ dàn cấu hình combo. Đây là cặp loa full C12 với thiết kế gọn gàng, đẹp mắt, sang trọng. Đấy, nhỏ gọn này thôi nhưng có mức công suất đặc mắc là 1200W. Một bát 30 gần vài tầm dầu và một chép kèn ở phía bên trên. Cái tấm bê căng của nó là vệ cho con bát và chép. Ở phía trước mặt chúng ta sẽ có gì ạ? Tem nhập khẩu chính hãng của Vwood này. Tấm bảo hành chính hãng 1 năm này. Màu sắc ạ, màu sắc là cái yếu tố quan tâm đầu tiên khi anh em nhìn vào đôi loa. Thì đây là màu loa với cái tông màu gỗ óc chó rất là đẹp. Giao diện phía sau thì chúng ta sẽ có gì ạ? Lỗ thông hơi dạng tròn. Đấy. Và tem em sẽ bóc siêu để đọc thông số cho nó nét hơn. Rồi, và anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ có dòng chữ mang thương hiệu Vwood để khẳng định đây là hàng chính hãng 100%. Và dòng loa này đánh ở trở kháng 8 ohm, có công suất trung bình là 600 và mắc là 1200W, ở độ nhạy là 98 decibel. Với độ nhạy cao như này thì các anh em sẽ ghép với uply 2-3 năm về sau đánh thoải mái luôn. Đấy, nên là ngoài cái việc chúng em ghép một bộ đồng bộ ra thì các anh em vẫn yên tâm khi lấy nguyên đôi loa này về có thể ghép được với những dòng âm ly công suất nhỏ hoặc những dòng âm ly phổ thông trên thị trường hiện nay. Có mã loa C12 Pro ạ. Và kích thước của cặp loa này thì các em sẽ có một kích thước là ngang là 36, chiều cao là 60. Tiếp tục Mr. Huấn hỗ trợ cho mình mở thêm bộ mic đi. Đó, đặt lên con súp này. Rồi. Đây là bộ mic 321 4 dâu sóng khỏe, tất cả hàng chính hãng, đều có tem nhập khẩu chính hãng hết đây. Dòng chữ nhận diện thương hiệu Vwood này, tem bảo hành 1 năm này. Đấy. Con này thì có cả khóa trẻ em. Những cái tính năng này em đã giới thiệu rất là chi tiết trong rồi. Giúp mình lắp mình 4 cái dâu, mình giới thiệu về tay mic này. Tay mic chất liệu nhôm phay xước. Các bạn nhìn cái tay mic này ưng mắt không? Cầm nắm thoải mái, cảm giác cầm nắm thoải mái. Củ mic thì được phủ bạc nano kháng khuẩn, chống ẩm mốc. Đó. Phụ kiện đi kèm thì có dây 6 ly này, có bộ chuyển đổi nguồn. Vậy em để cái mic lên anh giới thiệu con súp. Rồi để hết ra ngoài. Loa siêu trầm. Trong bộ dàn này em ghép một loa siêu trầm S1200. Với bản loa siêu trầm này thì nó sẽ hỗ trợ tăng cường tiếng bass cho bộ dàn. Và con này là bass 30. Màng polyglass gân cao su, đạt được ngưỡng công suất max là 600W. Thiết kế đẹp, tông màu cũng đồng màu với cặp loa. Đấy, cũng có màu gỗ óc chó, phù hợp với những không gian nhà chúng ta trưng nhiều đồ gỗ. Loa C12 thì luôn luôn đi kèm với súp S1200 rồi. Và tiếp theo, một thiết bị rất quan trọng trong một bộ dàn âm thanh, tức đẩy liền vang X24. Mr. Huấn sẽ hỗ trợ em khui thùng ra. Để mở ra thì chúng ta sẽ có gì đây? Sách hướng dẫn sử dụng. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của nó này. Và giao diện của nó thì đây đây, xem em đây. Đó, vấn đề lên trên này cho anh. Rồi, trong lúc Mr. Huấn kê bày các thiết bị cho nó đẹp, hợp mắt thì em sẽ giới thiệu phụ kiện đi kèm của đẩy X24. Thì chúng ta sẽ có dây nguồn, ba chấu này, điều khiển thông minh đi kèm này để tinh chỉnh, điều khiển từ xa. Đấy, nó giống như chiếc điều khiển TV ấy, chúng ta ở từ xa để điều chỉnh tất cả tính năng của X24. Dây cáp để kết nối máy tính, vì đây là dòng đẩy liên bang số, sử chip DSP, chip số. Đấy, và bộ giải mã âm thanh nên kết nối với máy tính và điện thoại để chúng ta căn chỉnh. Thế hệ đẩy này thì có mức công suất đạt max 1200W. Đấy. Khi mà ghép đẩy này với cặp loa full C12 này thì nó khai thác được hết cái công suất của cặp loa. Đấy. Vậy là chúng ta sẽ có những cái bản nhạc nó hay hơn, những cái bản nhạc DJ điện tử nó lực hơn, mạnh hơn. Và nghe những bản nhạc vàng thì nó có cái độ chi tiết tách bạch, len ganh lách cách hơn. Còn về phần hát karaoke, trên nền tảng đẩy liên bang X24 thì nó tích hợp 6 chế độ hát karaoke khác nhau. Đây, và chúng ta có thể chọn từ 1 đến 6 để sử dụng. Ví dụ như là chúng ta thích hát nguyên echo, chúng ta có thể sử dụng nguyên echo không. Và chúng ta thích hát nguyên reverb, chúng ta sẽ chọn những tính năng nguyên reverb không. Hoặc là chế độ sử dụng NC, đấy, hay chế độ xem phim tạo hiệu âm thanh vòm.
Và những cái công nghệ đi kèm của con X24, thứ nhất là chúng ta sẽ có được một giải mã DAC đi kèm này. Chúng ta không cần phải ghép thêm đầu giải mã nữa, mà chúng ta chỉ cần sử dụng nguyên cái nền tảng đầy này là được tích hợp như là giải mã rồi này, mạch lọc điện tử này, nguồn công suất khỏe này, vang số này, chip DSP 48 bit x 2 này, xử lý tốc độ nhanh đấy, và có cả những tính năng an toàn như khóa giới hạn trẻ em, chống hú tốt này, cho chúng ta những cái trải nghiệm nó cao cấp, nó chuyên nghiệp, thể hiện được cái sự chỉn chu của mình trong cái việc lựa chọn những thiết bị để hát karaoke và nghe nhạc. Và súp đây, ngay cạnh em đây là bát 30, nó sẽ hỗ trợ tốt cho cặp loa, đáp ứng được cái giải tần số thấp, hỗ trợ cho đầy đủ với âm sắc như là bát trung chép tách bạch. Đấy, tiếng bát uy lực mạnh mẽ trong những không gian nhà chúng ta, hay thậm chí các anh em đem cả ra ngoài sân vườn, các anh em vẫn có thể sử dụng những đôi loa như thế này ghép với súp này và nền tảng bộ dàn này để hát karaoke. Giá thành hợp lý này, dễ sử dụng này, phối ghép đồng bộ này, gọn gàng này, các thiết bị thông minh này. Và những bộ dàn này thì chúng em cũng đã đi lắp đặt và bàn giao rất là nhiều, những cái cấu hình C12 với X24, MIC321, súp S1002 là những cái bộ dàn mà được anh em đặt hàng rất nhiều trong năm vừa qua cũng như dịp đầu năm. Không để các anh em phải chờ đợi lâu nữa, với những bộ dàn như này thì em sẽ di chuyển vào trong showroom để kết nối và test nhạc và test karaoke. Mời các em cùng đeo tai phone và để lắng nghe và thưởng thức nhé. Với mức đầu tư là 27.500.000 đồng. Ngoài ra thì chúng em cũng sẽ hỗ trợ và tặng anh em những chi phí như là miễn ship toàn quốc này cho bộ dàn này, và cũng như là hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt tại nhà miễn phí cho anh em những bán kính như là 50 km, thậm chí có cả lên sang nữa. Anh em có thể để lại số điện thoại hoặc là để lại bình luận, chúng em sẽ tư vấn thêm nhé.
Và xin phép được khép lại video đây. Xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video của Zika chúng em. Xin chào và tạm biệt. Cảm ơn các anh em rất là nhiều.